techno. Merman. I was on a rescue mission in the ocean, and my animal protection organization wanted to call me ashore to protect wildlife. The reason was otters were about to go extinct. So they wanted me to take care of the otters properly. This was asked of me to prevent people from hurting them and improperly caring for them. Hai bạn gái cá vuốt bé. Cái công việc chăm sóc bảo vệ động vật hoang dã của tôi ở Việt Nam không hề dễ dàng chút nào như các YouTuber đâu. Trời ơi, đi ra đây. Con bệnh quá vậy? Sao con yếu quá vậy? Đi vô đây cho bớt chua nha. Hello, đi ra coi.
Ôi. Rồi đi vô nước. Tôi không có nấu tụi con đâu, yên tâm đi. Đó. Chuẩn bị chỗ rồi mới cho tụi nó ra. Rồi. Đi vô đây lau mình. Rồi, lau mình nghe chưa? Đi vô trong lau mình không. Không, không, không. Đứa nào ăn? Ăn thử coi. Chưa biết ăn. Chưa biết ăn, mấy này chưa biết ăn rồi mọi người ơi. Chưa biết ăn. Đã biết ăn. Ăn đi. Ngon không? Không. Nè, để nguyên. Trời ơi. Xấu tính không? Ở đây không có vụ xấu tính nha. Cất tủ lạnh cho ăn từ từ. Chị 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 nè. Nóng quá. Bịch này 50.000 bịch á. Con này nằm lên ngủ luôn, giữ đóng đồ ăn luôn. Hả miệng ra. Không làm đổ sữa nữa nha. Thằng này cũng muốn uống sữa luôn rồi nè. Đó. Chết rồi mọi người ơi. Thằng này ra rồi. Trời ơi, nó uống dễ thương quá vậy. Rồi uống sữa trong tô luôn. Mọi người ơi, level VIP vô uống sữa nè.
từ thôi, từ từ uống đi. Mọi người hại con rái cá nó mất mẹ của nó. Nó thương nhớ mẹ của nó mà nó phải nuốt mùi dẻ. Con tỉnh dậy đi, sữa nè. Nè. Nè 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 nè, sữa nè. Em bé này. Nhả ra. Nè. Sữa đây nè. Nè. Bởi vì mấy con này khuya nó hay dậy ăn đêm lắm. Chỉ dùng cái nước cua thôi, còn cái gạch cua thì tiêu cho chó ăn. Bởi vì cái gạch cua nó có xương cua nữa, nên cho rái cá ăn không được, nó ăn nó mắc xương chết.